ắt nhã như tình trú như vậy. Sống đời sống an tịnh không bồng bột hăng say, chủ lực tâm tịnh chỉ có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, kính mời quý vị kế tiếp nha, sư Mai đọc xong. Dạ con kính đảnh lễ chư đại đức tăng có mặt trong đại tràng, con kính chào quý cô tu nữ và con kính chào đại tràng. Con xin đọc bài ở phẩm 37. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe đầy đủ hai pháp này. Các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc thủy như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi và như lý tinh cần đối với phấn khởi thành tựu hai pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc thủy như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Bậc có trí phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, vị tỳ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng quán xuyến nhìn sự vật với trí tuệ bát nhã nhiệt tình chú như vậy. Đời sống sống an tịnh, không bồng bột hăng say, chú lực tâm tịnh chỉ, có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong bài ạ, con xin gửi nick lại cho quý cô ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Giờ đây thì ngày sau chúng tôi không có thấy ai tiếp tục. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn.
Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, bây giờ thì chúng ta hết người ôn bài rồi hả quý vị? Hết người ôn bài rồi. Vậy thì nếu mà hết người ôn bài rồi thì quý vị sẽ tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đọc bài kệ thỉnh Pháp Sư. Rồi sau đó chúng ta đọc phần chánh văn. Rồi sau đó sẽ thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa. Không biết Phật tử Nhật Quỳnh hay là Phật tử Rạng Đông sẽ làm công việc này vậy? Dạ, alo. Dạ, Phật tử Nhật Quỳnh đâu rồi? Hình như không có chút máy. Dạ, rồi, sư mời Phật tử Nhật Quỳnh nha. Dạ. Cha sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Phật tính. Cha con sám hối đạo tràng nhà nãy giờ con có chút việc ở ngoài nên con phải nhờ Rạng Đông trung dùng chạy con trả lời, con cũng mệt quá con xin lỗi. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ Dung Nguyễn nghe Dung Nguyễn đọc bài chưa Dung Nguyễn? Dạ con không biết, Dung Quỳnh không biết ai đọc bài ai chưa đọc bài. Dạ Dung Nguyễn đọc bài chưa? Dạ cảm ơn cô Tị Duyên. Dạ rồi luôn rồi hả? Vậy thôi bây giờ Nhật Quỳnh đọc bài. Dạ đạo tràng còn vị nào chưa đọc bài thì đưa bàn tay nha. Mời chị Thỉnh Pháp Sư hả? Chưa mà sư Lập Tanh chưa vô phải không? Còn sớm mà phải không? Dạ con đảnh lễ Thỉnh Tòa Pháp Tăng. Dạ còn 5 phút nữa. Dạ cho con xin đọc bài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ Rạng Đông cho Nhật Quỳnh bài học đi. Dạ Nhật Quỳnh đọc bài xong, Nhật Quỳnh kính mời cô Tuệ Duyên. Nếu cô Tuệ Duyên có trước máy, Nhật Quỳnh kính mời cô Tuệ Duyên Thỉnh Pháp Sư hôm nay thỉnh trước khi Thượng Tọa Pháp Tân giảng bài mới nha. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Dạ dạ kính kia nha chân cô. Dạ con xin đọc bài 37 La Mã của Tiểu Bộ Kinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng hứng khởi và như lý tinh cần đối với hấn khởi, thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo ngay trong hiện tại, sống với nhiều lạc khỉ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lấy nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Bậc trí hấn có phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, vị tỳ kheo nhiệt tình thông minh và cẩn trọng bán xí nhìn sự thật với trí tuệ bát nhã, việc tình trục như vậy sống đời sống an tịnh không bồng bột hăng sai, chú lực tâm tịnh chỉ có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Thầy. Giá và Nhật Quỳnh xin lỗi cô tu nữ Tệ Duyên nha. Dạ hôm nay Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư để Nhật Quỳnh canh giờ đọc bài để thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng luôn. Dạ Nhật Quỳnh quên cái vụ đọc bài này nữa. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Giá và đạo tràng còn vị nào chưa đọc bài không? Dạ đồng hồ Nhật Quỳnh còn 3 phút. Quý vị nào chưa đọc bài thì đưa bàn tay lên. Dạ Nhật Quỳnh không có trước máy nãy giờ nên không biết vị nào đã đọc bài và chưa đọc bài. Nam Mô Bụt Thầy. Rạng Đông ơi, nãy giờ còn thiếu vị nào chưa đọc bài không? Rạng Đông cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ.
Dạ. Hết rồi hả? Dạ, dạ cảm ơn Dung Nguyễn, dạ cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trở hòa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đại đời nhắm vườn lộc và ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trịnh Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập mà đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Năm mô Bích Tha Giá. Dạ con xin đọc bài 38 La Mã của Tiểu Bộ Kinh Itivuttaka chương 22 pháp phẩm 2 bài 38 do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ kính tri ân cô thầy duyên nha cô. Dạ thích cảm động. Dạ con tri ân sư. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỳ kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỳ kheo, Như Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này. Với Như Lai ấy, này các tỳ kheo ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tâm tứ này được hành trì nhiều, phàm có bất thiện gì thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỳ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tâm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỳ kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các tỳ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật, tâm tứ này được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì chưa động tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu?
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến Như Lai bậc giác ngộ, bậc có thể nhận lại những gì mà người khác không có thể nhận lại. Hai tầm tứ vị ấy hành trì và thực hiện. Trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn vật, thứ hai được trình bày phá tan màn hắc ám, đã đến bờ bên kia bậc đại sĩ đạt được quyền lực không đạo hoặc, đạt thân mạng tối hậu trong ái diệt giải thoát. Vị ẩn sĩ như vậy chắc mang thân tối hậu. Ta nói rằng vị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bên kia, cứ đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn xung quanh. Quần chúng dưới chân mình cũng vậy, bậc thiện tuệ, leo lên lầu chánh pháp, biến nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần xanh bị u sầu, bị ưu tư sầu khổ, bị sanh áp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Thai Giá và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá. Sư có nghe được âm thanh con? Sư con xin từ một tín hiệu bạch sư. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng và sa thú lành thai Nhật Quỳnh, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Lễ Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta hòa học cái gọi là phẩm số 2 ở trong bài 38 La Mã này nè. Thì trong nội dung của bài kinh này đó là Đức Phật ngài nói lên cái quá trình tu tập cũng như là cái sở chứng của ngài, cũng như là một bài học kinh nghiệm cho những ai muốn hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Thì qua cái lời tường trình này đó thì chúng ta thấy rằng trước nhất để mà chứng quả vị chánh đẳng chánh giác nói riêng và quả vô thượng gọi là bậc A La Hán thì chúng ta cũng phải trải qua nhiều cái quá trình. Cái quá trình tu tập đó là các cái thiện pháp khác nhau, chúng ta đọc lại ở trong kinh Trung Bộ đó thì Đức Phật có nói rằng là trong cái bài kinh gọi là sợ hãi và khiếp đảm đó, thì trong đó có điều Đức Phật này nói là một người mà hoan hỷ và dũng mãnh tinh tiến tinh tấn ở trong cái việc mà chấp nhận cái đời sống độc cư, Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu như một người mà không có thành tựu được đạo quả mà ở trong rừng không vì mục đích gì được, thì rõ ràng là ở nơi sơn lâm cùng cốc đó, thì nó có nhiều cái sự đe dọa. Đe dọa nào là thú dữ, nào là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu uống, vân vân. Rồi chưa có kể các cái món đe dọa khác từ ở nơi các cái thú dữ, đòi hỏi một cái người cần phải có cái sự kham nhẫn rất là lớn, và nếu mà không có kham nhẫn á, thì cái người đó khó bao giờ mà ở được ở trong rừng.
hoặc là cái người mà không thích thiền định độc cư thì không thể nào mà ở trong rừng được. Cho nên trong cái bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật Ngài nêu lên cái việc mà sợ hãi và khiếp đảm của một cái vị hành giả ở trong rừng. Cho nên á, mình ngày xưa đó, ở trong cái từ chữ Hán mà người ta gọi là sơn, trong cái từ chữ Hán là một bên là bộ nhân đứng và một bên là một bộ sơn, tức là người mà ở trên núi thì người ta được gọi như là tiên. Ông tiên á, ông tiên tức là thông thả, thanh thản, tự tại, không có dướng bận trần ai. Người mà ở trên núi là vậy. Thì ở đây chúng tôi mượn cái từ đó để quý vị thấy rằng là ở trong kinh, đặc biệt là ở trong kinh Tăng Chi ấy, thì phẩm mà tám pháp đó, thì Đức Phật có nêu ra là trong đó có tám cái tiêu chí được gọi là chánh pháp, tám cái tiêu chí được gọi là chánh pháp. Thì trong đó có một cái tiêu chí là tự hỏi mình xem coi mình có thích sống đời sống độc cư thiền định hay không. Ở đây độc cư không phải là ở một cái nơi thanh vắng không, mà thật sự là cái tâm độc cư, tức là mình dựa vào trong cái án xứ hay là cái hành xứ của một cái vị hành giả tu tập. Nếu như mà mình ở một cái nơi thanh vắng mà tâm của mình vọng động, hay là cái tâm của mình bị cuốn hút ở trong các cái trần cảnh, thì cái việc ở trong rừng của mình, ở trong cái nơi thanh vắng của mình, nó cũng chẳng có ích lợi gì. Cái thứ hai, nếu mà mình ở như vậy mà không có cái pháp nương trú đó, thì rõ ràng là rất là sợ hãi và kiếp đảm, rất là sợ hãi và kiếp đảm. Cho nên là trong cái tám tiêu chí gọi là chánh pháp trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật có nêu ra tám cái tiêu chí. Thì trong đó có một cái tiêu chí là tự hỏi mình coi, xem coi mình có hoan hỷ, thích thú, sống đời sống độc cư thiền định hay không. Đó là cái điều quan trọng. Thì ở đây đó, trước nhất đó là Đức Phật Ngài nói, Ngài cũng như là Ngài nói bản thân của Ngài khi còn là Bồ Tát cũng vậy, và đến khi mà giác ngộ cũng vậy. Và đó cũng là một cái bài, những gì Đức Phật Ngài dạy cho những vị thánh đệ tử của Ngài. Tức là những ai mà tự hỏi mình coi xem coi mình có thính sống cái đời sống độc cư hay không, hoan hỷ thích sống hay không. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng một người mà nếu như mà mình ở một cái nơi thanh vắng, nhưng mà cái tâm của mình nó vọng, nó bị cuốn hút ở trong cái trần cảnh sắc thinh hương vị xúc đó, thì cái điều đó nó cũng không có, cái tâm cũng không thể an tịnh được. Và nếu mà cái tâm không thể an tịnh được thì mà ở một cái nơi thanh vắng thì làm cho mình rất là sợ, làm cho mình rất là sợ. Và vì vậy cho nên là mình tự đặt hỏi là mình có xem coi mình có thích sống đời sống độc cư. Nếu như mà mình muốn tu được, đạt được cái sự an lạc giải thoát trong tương lai đó, thì dĩ nhiên cái tâm của mình phải biết hướng đến cái đời sống độc cư. Đời sống độc cư đó là cái yếu tố cần thiết. Cái thứ hai nữa nó là Đức Phật Ngài luôn luôn nhắc nhở đến cái việc mà nhẫn nại, tức là mình phải biết kham nhẫn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong 10 cái pháp Parami đó, thì trong đó có một cái pháp Parami gọi là Khanti Parami, tức là kham nhẫn, là nhẫn nại ba la mật ấy. Thì ở đây đó, nói đến cái kham nhẫn đó, thì đòi hỏi một cái vị hành giả tu tập đó, cũng cần thiết cho cái việc mà kham nhẫn rất là nhiều. Trước nhất đó, là mình phải biết kham nhẫn cái gì. Kham nhẫn cái gì? Thứ nhất là mình kham nhẫn ở trong, nếu mà mình ở một cái nơi đông á, nơi có nhiều người, có người qua người lại, người tới người lui, ở trong một cái môi trường nào á, thì dĩ nhiên có những người cộng trú, những người cộng trú. Ví dụ như mình ở trong chùa thì có các cái bậc xuất gia, thỉnh thoảng có người cư sĩ, có những người cư sĩ
đến viếng chùa, hay hoặc là mình ở thiền viện thì cũng có những người gì hành giả tu tập với nhau, hoặc là mình ở một cái nơi nào đó có người tới lui thì đòi hỏi mình phải có cái sự kham nhẫn đối với những người chung quanh. Nếu mà mình không có cái kham nhẫn thì cái tâm của mình, cái tâm của một vị hành giả đó, dễ bị cái việc cái trần cảnh và sanh ra những sự khó chịu, hay là sanh ra những cái sự nóng nảy, bực bội, khó chịu. Thì như vậy đó là cái tâm sân của mình nó sẽ sanh khởi. Nếu mà mình biết kham nhẫn với mọi người, thường đó là chúng ta hay cầu toàn, cầu toàn người này phải được như thế này, người kia như thế kia. Nhưng mà sự thật đó là cái tâm của mình nó đòi hỏi mình phải cầu toàn như vậy. Nhưng sự thật ra là không thể nào mà toàn vẹn được. Bởi vì nếu mà mình xét kỹ thì trong kinh Phật dạy rằng mỗi chúng sanh là có cái nghiệp riêng, và do cái nghiệp của họ là cho nên là họ sẽ có những cái phinh hướng của họ và họ có những cái sở hành của họ. Chúng ta cũng hiểu rằng là nghiệp, có những nghiệp chuyển hóa được nhưng mà có những nghiệp không thể chuyển hóa được. Cho nên là cái sở hành của họ, do hạnh nghiệp của họ khiến cho họ có những cái cử chỉ, cái hành vi nó không đúng mực, thì chúng ta là người như thế nào, chúng ta phải bắt buộc họ phải như mình, hay là họ làm không đúng như ý mình thì mình khó chịu, hay là họ làm cái ý của họ như thế này thế nọ nó không đúng, biết rằng không đúng với chánh pháp hay là không đúng với cái ý của mình thì mình buồn, mình khó chịu, mình bực bội. Thì như vậy đó, nếu chúng ta xét kỹ lại đó thì rõ ràng là mỗi người, mỗi chúng sanh đều có một cái nghiệp riêng. Và khi mà mình không có cái từ tâm đối với những người đó đó, mình làm tổn hại hay là bất cứ một chúng sinh nào. Ở đây trong cái đoạn kinh này đó thì nói rằng mình không có gì mà làm tổn hại bất cứ một sinh vật nào, từ một cái sinh vật, từ là người hay là vật cũng vậy, chúng ta không có làm tổn hại. Và điều đó đó nói lên cái lòng từ của một cái vị hành giả, nếu một cái vị hành giả mà không thiếu đi lòng từ, nghĩ tổn hại hay là nghĩ tổn thương đến những chúng sinh khác, hay làm bực bội với những chúng sinh khác, nóng nảy, khó chịu, cao có với những chúng sinh khác, thì cái đó mình cũng thiếu những cái pháp nhẫn nại và thiếu cái lòng từ, lòng bi của mình, Như vậy thì ở đây đó nói đến cái sự nhẫn nại, tức là nhẫn nại với những người chung quanh, nếu chúng ta không có cái sự nhẫn nại thì đời sống tu hành của mình cũng khó. Có thể nói rằng là mình tu tập như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà mình không có một chuyện một chút đó mà mình không có nhẫn nại đó, thì rõ ràng là mình bị đánh vỡ đi rất là nhiều, phá vỡ đi cái đời sống tu tập mình rất là nhiều. Bởi vì sao? Mình đang cái tâm mình an tịnh từ xưa tới nay, phải không? Nhưng mà bây giờ đồng có một chuyện gì đó, thường thường là mình nghĩ rằng cái gì người ta làm theo ý, theo những cái gì mà mình thấy nó gọi là xuôi theo cái ý của mình á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó vui vẻ, nó quan hỷ. Nhưng mà nếu mà có một cái chuyện gì mà nó nghịch ý gì của mình thì mình mất đi cái sự kham nhẫn trong đó rồi, thì đó cũng làm phá vỡ đi cái sự tu tập của mình trước nay. Như vậy thì điều mà kiện ở đây Đức Phật ngài nói rằng một cái vị hành giả đó cần có một cái pháp kham nhẫn, mà kham nhẫn ở đây tức là kham nhẫn với những người chung quanh. Chúng ta thấy rằng không phải là kham nhẫn trong cái đời sống của mình, mà tất cả những cái bất cứ một cái thời điểm nào, bất cứ một cái công việc gì mà mình đều có cái sự kham nhẫn đối với những người chung quanh, thì mình sẽ luôn luôn có được cái từ tâm bi với mọi sinh vật, thì trong đó có cái con người, có mỗi nhân loại của chúng ta, mỗi người của chúng ta, hay là các cái chúng sinh khác, nói chung là các chúng sinh khác. Cái thứ hai nữa nó là nói đến cái sự kham nhẫn nữa,
Mà kham nhẫn ở đây đó là kham nhẫn với một cái điều kiện hoàn cảnh sống của chính mình, nha, đạo cảnh sống của chính mình. Thật sự ra thì mình tự đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn, cái khuôn mẫu phải là như vậy thì mình mới chịu, còn không phải như vậy thì dứt khoát là mình không chịu. Nhưng mà rồi đó thì rõ ràng Đức Phật dạy cho chúng ta là kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình. Cái hoàn cảnh của mình nó có thiếu thốn thì mình cũng phải chịu, thấy không? Không phải vì vậy mà mình khó chịu. Giống như là mình ở một cái khí hậu nào đó mà nó có nóng nảy, hay là cái hoàn cảnh đó có những người nghịch, hay là những người thuận gì đó, thì mình phải biết để mà mình cảm nhận. Giống như chúng ta thấy rằng cái vị tỳ kheo trong kinh có nhắc đến cái vị tỳ kheo Bun Nhá đó, vị tỳ kheo Bun Nhá. Thì vị tỳ kheo Bun Nhá này xin Đức Phật đến cái xứ Sunaparanta để mà hành đạo. Thì Đức Phật ngài biết trước cái xứ đó, cái người xứ đó rất là hung tợn, rất là hung bạo. Họ không biết đạo đức gì đâu. Đức Phật khuyên hỏi tỳ kheo Bun Ná rằng là ngươi có thật sự muốn đến đó chỗ đó hay không. Rồi Đức Phật mới hỏi cái vị tỳ kheo đó, vị tỳ kheo Bun Ná rằng họ đi đến đó rồi họ chửi ngươi thì sao đó. Thì ngài bảo rằng chửi nhưng mà họ không có đánh đập. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng nếu mà họ đánh đập ngươi thì sao. Thì ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn á, là họ có đánh đập con nhưng mà họ không có thể làm tổn hại con, tức là họ không có xúc phạm đến con. Rồi Đức Phật ngài nói lỗi ngươi, họ xúc phạm đến ngươi thì sao, bạch Đức Thế Tôn, nhưng mà họ không có giết con. Cuối cùng thì Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật ngài mới nói rằng nếu như họ giết ngươi thì sao. Thì ngài Phu Ná mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, họ đã giải thoát cho con. Thì khi ngài Bun Ná ngài trả lời như vậy thì Đức Phật ngài nói này, lành thay này này Bun Ná, ông hãy đi đến xứ đó hành đạo. Thì quả thật là ngài Bun Ná đã đi đến cái xứ đó. Thì với cái lòng từ của ngài và với cái sự kham nhẫn của ngài, ngài đã nhiếp phục được những cái người dân Sunaparanta đó. Và sao họ hướng đến những cái thiện pháp, hướng đến cái chánh pháp. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng nếu một cuộc đời sống tu hành mà chúng ta thiếu đi cái sự kham nhẫn, đặc biệt là trong này có nói đến cái sự kham nhẫn đối với hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh sống nó có thuận, có nghịch, nó có ra sao đi nữa thì mình cũng phải biết thích nghi và mình phải giữ cái nội tâm của mình. Và cái tham nhẫn thứ ba nữa là muốn nói đến cái kham nhẫn gì? Đặc biệt là kham nhẫn đến với cái nội tâm của mình. Nội tâm của mình. Bởi vì nội tâm của mình đó, nếu mà mình bị... Chúng ta biết rằng với cái tâm phàm phu thì bị cái phinh hướng của pháp bất thiện. Phinh hướng của bất thiện. Nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là đủ thứ hết. Tức là những cái pháp bất thiện nó sẽ sanh khởi. Đối với cái vị hành giả tu tập á, thì mình phải biết cái tâm của mình như thế nào, tâm mình nó có phinh hướng như thế nào. Thì ngay lúc đó mình phải biết là, một là mình tránh né với nó, hai là mình phải suy xét để mà mình quán tưởng tu tập. Như vậy thì tham sanh khởi hay là tà kiến sanh khởi, ngã mạn sanh khởi đó, hoặc là si sanh khởi, thì mình phải biết để mà mình biết cái tâm của mình, để mà mình điều trị lấy nó, điều trị lấy nó. Đặc biệt là mình biết cái tâm của mình nó như thế nào đó, thì điều đó mới là quan trọng. Giống như trong kinh mô tả rằng là tâm có sân á, thì mình biết mình có sân, tâm có si biết tâm có si, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có tà kiến biết có tà kiến. Mình biết như vậy á là mình phải tức thời mình có thể ngăn trừ nó và tránh né nó, hoặc là đối trị lấy nó bằng những cái phương pháp tu tập của mình. Tu tập của mình thì mình biết cái tâm của mình, cũng như là mình nhận diện đúng với lại cái đó là giặc của mình,
đó là giặc, chứ không phải là bạn, không phải là người thân. Khi mà mình biết giặc, biết bạn, biết người thân thì mình biết rõ như vậy thì tốt hơn là mình không biết. Thì cái kham nhẫn ở đây đó là kham nhẫn với cái nội lòng của mình, tức là phiền não nó dấy lên thì mình phải biết đối trị nó, biết kham nhẫn nó đòi hỏi như thế này hay hoặc là nó khó chịu như thế kia thì mình phải biết đối trị lấy nó. Nếu như chúng ta không có biết đối trị lấy nó thì rõ ràng là giặc thì chúng ta cũng không biết, thân chúng ta cũng không biết, thì nó nguy hại. Giống như cái sự tinh cần của một người tu tập đó, thì trong cái tứ chánh cần, một là thận cần, tức là mình phải thận trọng dè dặt không cho nó sanh khởi. Thứ hai là trừ cần, tức là mình đã biết tên đó là giặc rồi, nó đã xâm nhập vào trong nhà của mình rồi ấy, thì mình phải đuổi nó ra thôi, chứ không để nó ở trong nhà của mình. Thứ ba nữa là mình phải làm sao cho có những cái người bạn thật nhiều, đó là mình tu tập những thiện pháp. Bởi vì thiện pháp lớn mạnh thì ác pháp mới đẩy lùi. Còn nếu như thiện pháp mà không lớn mạnh được thì ác pháp sẽ lớn mạnh, mà ác pháp lớn mạnh thì thiện pháp bị đẩy lùi. Vì vậy với cái người tu của mình là cần phải cho thiện pháp tăng trưởng. Và khi thiện pháp có rồi đó thì cái người tu tập cần phải bảo giữ, gìn giữ lấy nó. Nếu chúng ta không có gìn giữ thì nó sẽ bị mất đi, Ví dụ như là cái sự tinh tấn của mình, nỗ lực của mình, trước làm sao thì giờ mình phải thấy làm sao, nó phải hơn như vậy. Hay hoặc là niềm tin của mình trước làm sao bây giờ là mình phải có cái niềm tin chặt chẽ hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa. Hoặc là trước là mình có chánh niệm, không có chánh niệm, mà bây giờ mình có chánh niệm thì mình phải nhìn lại cái tâm của mình xem coi có nó có được tăng tiến thêm hay không. Đó là điều mà chúng ta cần biết. Như vậy thì cái việc mà kham nhẫn ở đây đó là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng để cho một cái vị hành giả tu tập, tức là nhẫn nại đó. Và khi mà ở đây chúng ta thấy rằng nếu mình không có cái sự nhẫn nại, lúc mà thở xưa đó, nếu như mà mình thấy rằng trong cái nội lòng của mình mà mình thiếu đi những cái pháp nhẫn nại thì đó là một trong những sự trở ngại cho đời sống tu tập của mình, trở ngại. Rồi bây giờ là khi đã là mình đã có một cái điều là ý muốn hướng đến giải thoát và quan ý thích đời sống độc cư thiền định, thì mình phải tập cho mình có được cái đời sống kham nhẫn, đặc biệt là khi mà mình giao tiếp với ai hay là mình tiếp xúc với người nào thì mình cần phải có cái kham nhẫn với người đó. Rồi kham nhẫn với điều kiện hoàn cảnh sống của mình, đó là mình cần phải có kham nhẫn. Thứ ba nữa là mình phải kham nhẫn với cái nỗi lòng của mình, cái phiền não giặc lòng của mình, tức là mình phải biết điều trị lấy nó, chứ không phải là nó có khuynh hướng như thế nào thì mình phải nhận diện rõ ràng với nó để mà mình loại trừ nó ra. Những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện ở trong lòng mình phải loại trừ nó ra. Thứ tư nữa là mình phải biết kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của chính mình. Hoàn cảnh sống nó thiếu thốn, nó nóng nảy hay là nó lạnh buốt như thế nào. Chúng ta thấy là nó nhiều khi nói là mình thường thường á, quý vị thấy rằng nhiều khi mình ở nhà ha, thì mình ở nhà thì có máy ấm che mưa che nắng ha, máy nhà che mưa che nắng. Mình muốn ăn cái gì thì có mình ăn, rồi là mình muốn cái gì thì nó cũng đầy đủ. Ví dụ như thậm chí nhà có máy lạnh, có quạt máy ha, rồi mình đi chỗ khác á mà mình thiếu thốn hơn á, hoặc là có một chỗ nào đó mình ở mình tu thiền, nhiều khi mình tu thiền rồi mình phải đòi hỏi như thế này thế kia, nhà phải có máy lạnh, rồi phải có đầy đủ những cái phương tiện mà mình, cái nhu cầu của mình á, thì chúng ta cũng biết đó là nó ở mức độ vừa chừng, mức độ vừa chừng, cần thiết vừa chừng thì thật sự là giúp cho mình tu nó tốt. Còn nếu như mà mình
cầu nó quá nhiều đi. Đức Phật này dạy một vị tỳ kheo đó là cần phải có cái pháp tri túc. Tri túc tức là biết đủ, biết giờ chừng đó, thì nó là trở thành một cái, trở thành những cái phương tiện giúp cho mình tạm thời được an ổn. Nhưng mà cũng không thể nào mình tham cầu quá nhiều để mà mình thấy rằng nó thiếu thốn, hay là thấy rằng nó khó chịu với một cái hoàn cảnh thiếu thốn như vậy, hay hoặc là nóng hoặc là lạnh, thời tiết nóng lạnh, hay hoặc là đói khát vân vân, tất cả các thứ mà thiếu cái đó thì không thể nào được. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái pháp kham nhẫn. Nhờ có pháp kham nhẫn đó mà chúng ta chấp nhận cho một cái đời sống độc cư thiền định, độc cư thiền định, quan hỷ độc cư thiền định. Cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là ở đây đó là trước nhất là Đức Phật Ngài nói hai cái pháp tầm và tứ. Đây là nói trên phương diện nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thiền tập ở trong đời sống của mình. Chúng ta thấy sở hữu tầm và sở hữu tứ, thì nếu nói trong diệu pháp thì tầm và tứ nó có trong những tâm, 55 tâm. Có 55 tâm. Thì có những cái tâm nó có tầm tứ, có những tâm nó không có tầm tứ. Thì tầm tứ ở đây trước nhất là chúng tôi phải định nghĩa hoặc là giải thích cho cái từ tầm tứ này để quý vị thấy. Tầm tứ là khi mà mình nói đến bình thường đó là tầm, tức là hướng đó, hướng đó. Cái gì mình chú tâm vào trong đó thì có tầm. Chú tâm vào trong đó là tầm. Như vậy thì tầm á, tâm á, nó là một trong những cái đặc tính của pháp hướng đến. Còn tứ là nó có cái đặc tính của pháp là bám sát. Bám sát. Bây giờ khi mà mình nói đến cái việc tầm tứ, tức là nói trên phương diện thiền tập của một cái vị hành giả, chúng ta để ý lại trong các cái chi thiền, thì có chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Năm trên năm tâm, năm chi thiền đó thì lần lượt một vị hành giả tu tập để đạt được cả cái chi thiền, các cái thiền chứng, để rồi có được các năm chi thiền đó, lần lượt giảng lược lại các cái chi thiền đó. Năm chi thiền đó đó thì nó tương ứng với, đối trị lại với lại năm phát triển cái. Năm phát triển cái. Như chi tầm thì đối trị với lại hôn trầm. Đối trị hôn trầm. Chi tứ thì đối trị lại với hoài nghi. Chi hỷ là đối trị với sân độc. Chi lạc là đối trị với trạo cử. Và chi định thì sẽ đối trị lại với tham dục. Như vậy thì năm cái pháp triền cái, từ cái việc mà mê nội thân tâm, cái tâm của mình bị hôn trầm, tức là mệt mỏi, hạn chế suy tư, rồi cái thân của mình nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, đó là hôn trầm. Còn chi tứ là chi mà ý chúng tôi nói lắm, đó là bám sát. Bám sát ở đây là bám sát cái gì? Bám sát vào đề mục. Bây giờ đó, một vị hành giả mà tu tập thiền, ví dụ như mình có nhiều khi đó, các vị Phật tử cũng biết đó, là nhiều khi mình ngồi, có một số vị ngồi thiền khi mà hôn trầm cũng không biết là mình hôn trầm. Đừng nói có ai, có nhiều khi mình nhận lầm nó là cái pháp mà định tâm. Không, nhiều khi ngồi á thì thấy nó buồn ngủ, rồi nó giải dượi, rồi nó gục gạch. Mình buồn ngủ mà mình lúc đó mình không biết gì hết, lúc đó mình không có nhận được đề mục nữa. Nó không có thực tri được cái đề mục mình đang theo dõi nữa. Ví dụ như cái gì đang theo dõi về hơi thở, hay là mình đang theo dõi về một đề mục đất nước lửa gió gì đó, mà bây giờ tự nhiên mình bị hôn trầm lên là mình không có biết được, không có tri nhận được cái đề mục mình đang theo dõi, thì ngay lúc đó nó đi vào trong một cái trạng thái là buồn ngủ, nó mệt mỏi, nó một buồn ngủ, rồi nó gục gạch. Mà mình đừng lầm cho đó là pháp lên, hay là đó là một trong những cái định tâm. Định tâm nó là khi nào tâm mình trụ vào trong cái đề mục đó, bám sát vào trong cái đề mục đó, và thực sự là nhất tâm vào trong cái đề mục đó, thì mới là định tâm. Còn đằng này mình không phân biệt được cái đề mục mình đang theo dõi, tức là mình đang bị hôn trầm,
đang bị hôn trầm. Mà chi tâm á, là quý vị biết rằng á, là cái gì mà đạt được sơ thiền, đạt được sơ thiền. Chúng ta nghe ở trong chánh văn kinh á, trong kinh á, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật thường mô tả là vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tướng. Như vậy thì lúc mà chi tầm sanh khởi á, tức là chỉ nói đến cái tâm của mình hướng đến cái đề mục, và chi tứ đó là bám sát vào đề mục, bám sát vào đề mục, thì lúc này đó là một cái trạng thái ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền. Chứng và trú sơ thiền, ác bất thiện pháp ở đây là gì? Lúc đó sự thật ra đó là các cái triền cái ở trong tâm của mình, đặc biệt là về những cái pháp bất thiện ở trong lòng, hay là những cái triền cái ở trong lòng mình được đẩy lùi, được đẩy lùi, đẩy lùi. Mà vị chúng ta biết rằng cái người mà chứng sơ thiền á, nếu nói ở trong kinh Tạng thì có bao gồm cả tầm và tứ, ví dụ vậy. Thì tầm và tứ ở đây đó là đã hướng đến đối tượng, hướng đến đề mục và bám sát trong đề mục, bám sát trong đề mục, vị đó mới chứng được một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ. Như vậy thì sẽ đối trị với lời hoài nghi, sẽ đối trị với hôn trầm, đối trị hôn trầm. Cái trạng thái mà buồn ngủ mệt mỏi không phân, không nhận định được đề mục mà mình đang theo dõi nó không còn nữa. Cái vị mà đạt được sơ thiền là vậy. Rồi cái vị đó là không còn một cái trạng thái gọi là nghi hoặc ở trong cái pháp mà mình tu tập nữa. Đặc biệt là như vậy, không có nghi hoặc ở trong cái pháp mà mình tu tập. Chúng ta biết rằng cái trạng thái mà đến lúc mà có một cái trạng thái ở nội tâm á, là nó phân vân, nó không biết đâu là đâu. Và những cái điều đó nhiều khi đó là chúng ta vừa nửa tin và nửa không. Thì cái trạng thái mà lững chững đó, đó, trạng thái là phân vân đó, đó, thì nó là một sự trở ngại. Trong khi một người mà có tứ sanh khởi, tức là chi tứ sanh khởi, thì cái sự hoài nghi của một cái vị hành giả đó, đó nó không còn, nó dứt hẳn. Thì đó là một trạng thái đạt được sơ thiền hoặc là nhị thiền, đạt được sơ thiền hoặc nhị thiền. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó, nói đến cái đạt đến cái sơ thiền và nhị thiền đó, mặc dù là thiền hiệp thế hay là nói trên phương tiện thiền, thiền siêu thế, thiền siêu thế đó, từ ở cái chỗ mà chứng sơ thiền nhị thiền đó, vị ấy chuyển qua quán chiếu rồi đắc được đạo quả, đắc được đạo quả. Thì phải nói rằng là một cái vị mà từ cái việc mà chấp nhận cho cái đời quan hỷ với cái đời sống độc cư, rồi biết kham nhẫn ở trong đời sống và không làm tổn thương tổn hại, khởi lên tâm từ tâm bi với mọi sinh vật như vậy đó, thì vị ấy lo chuyên tâm, chuyên tâm, vị ấy mới đắc được trạng thái là tầm tứ, tức là sơ thiền nhị thiền đó, đạt được cái trạng thái đó. Và khi mà đạt được cái trạng thái đó, đó mà mình nói ở trên phương diện thiền quán đó, thì vị ấy lần lượt quán chiếu và đoạn tận những cái phiền não, đoạn tận những phiền não bằng với cái tuệ quán của một vị hành giả, tuệ quán của vị hành giả. Như vậy thì khi mà làm ổn, ở trong cái đoạn kinh này nói là làm ổn tầm tứ, tức là tầm tứ được sanh khởi như vậy, thì dứt khoát là hoài nghi và hôn trầm nó không có đối với cái vị hành giả đó. Và vị ấy khi mà cái việc mà quán chiếu để mà tận diệt những cái phiền não kế tiếp, phiền não đoạn tận diệt cái phiền não, thì những cái màn bóng tối của các cái pháp chướng ngại, pháp chướng ngại, pháp chướng ngại ở đây đó, thì vị hành giả thấy rằng là ở đây là tầm tứ hỷ lạc định lần lượt được tiêu trừ. Mà để tiêu trừ mình nói theo trong kinh Tạng á, là tạm thời nó ngăn chặn, nhưng mà sự thật ra đó là khi mà tiêu trừ như vậy đó, thì vị đó đạt được cái trạng thái tứ thiền ở trong kinh Tạng là chỉ còn xả và định,
đạt được xả và định. Thì ở lúc này đó là một trạng thái ở nội tâm đó, định tĩnh và trở thành một cái bậc thánh, đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não, lậu hoặc phiền não. Thì ở trong cái phần này đó, chúng ta thấy rằng mô tả trong cái tiến trình tu tập của một vị hành giả. Và khi mà tận diệt được những cái phiền não thì lậu hoặc của phiền não nó, lậu hoặc phiền não nó không còn có cơ hội sanh khởi một khi mà chứng đắc được đạo quả, đặc biệt là đạo quả A-la-hán. Chúng ta thấy rằng nó là trong pháp tứ lậu, trong tứ lậu tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì có thể nói rằng là đối với cái bậc tu đầu quần có thể đoạn tận được kiến lậu, bởi vì cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đối với bậc thánh tu đầu quần nó không còn, không còn. Như vậy thì ở đây đó là về mặt cái lậu hoặc của kiến, kiến lậu tức là về cái chấp mà sai lệch ở trong ngũ quẩn này, về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Vì ấy nhận thức rõ tất cả các pháp đều là giả hợp, đều là giả hợp, và không có một cái thực thể nào đó được gọi là tôi, là ta trong đó. Từ đó vị ấy phá bỏ đi cái kiến chấp sai lầm, kiến chấp sai lầm. Thì đối với bậc tu thánh tu đầu quần đoạn tận được kiến lậu, kiến lậu. Bậc thánh tư đà hàm chỉ là giảm nhẹ thôi, nhưng mà bậc thánh a na hàm là bậc thánh tam quả thì đoạn trừ được dục lậu, dục lậu, đoạn trừ được dục lậu. Bởi vì vị ấy thật sự là khi mà bậc thánh tam quả là đoạn trừ được dục ái và sân, dục ái và sân. Và khi mà đoạn trừ được dục lậu như vậy đó, thì cái cơ hội, cái phiền não mà sân hận hay phiền não về chấp ái nê, chấp trong dục đó, trong năm dục đó không còn nữa, hay hoặc là nê chấp ở trong ngũ dục hay là cõi dục nó không còn nữa. Cho nên là vị ấy chứng được quả gọi là bất lai. Bất lai, bất lai tức là bậc tam quả. Bất lai dựa vào cái ý nghĩa, bởi vì sau khi các ngài chứng quả vị đó rồi đó, thì các ngài vị ấy sẽ sanh về các cõi trời. Nếu mà ấy chứng thiền thì vị ấy sẽ sanh về các cái cõi trời tịnh cư, tịnh cư, hoặc là từ ít ra thì cũng là các cái cõi trời, từ các cái cảnh trời, cái cõi trời sắc giới, đặc biệt là các cõi trời sắc giới. Và do rằng là vị ấy đã đạt trừ được cái quả vị gọi là tam quả hay là bất lai đó, thì vị ấy không còn tái sanh được. Còn cái hữu lậu và vô minh lậu đó, thì thật sự là đến khi nào mà vị A-la-hán tâm tứ đạo sanh khởi. Bởi vì tâm tứ đạo á sanh khởi ở đây đó là mới thấy rõ được là những phiền não nào còn lại, thấy rõ được phiền não còn lại, tức là năm cái thượng phần kiết sử đó lần lượt là vị ấy đoạn tận. Bậc tam quả thì đoạn tận hoàn toàn năm cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ không còn, dục ái và sân cũng không còn. Nhưng mà bậc tứ quả thì bậc mà đoạn trừ năm cái thượng phần kiết sử sau cùng á, tức là ái sắc, ái vô sắc. Vì do rằng ái sắc và ái vô sắc còn là bậc tam quả đó, cho nên cái hữu lậu nó còn, hữu lậu nó còn. Nhưng mà đến khi mà tâm tứ quả sanh khởi, tâm tứ đạo sanh khởi, thì ngay lúc đó đoạn trừ được cái hữu lậu và vô minh lậu. Cái vô minh là căn cội của phiền não, và vì đó đoạn được cái cội gốc, căn gốc của phiền não, căn gốc của luân hồi sanh tử, và ái sắc, ái vô sắc được đoạn tận nè. Cho nên là vị ấy được gọi là một bậc vô lậu giải thoát. Vô lậu giải thoát là vậy. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng, nói rằng mô tả của một cái bậc mà giải thoát như chính Đức Phật,
hay hoặc là những vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì tùy vào mỗi cái nguyện độ, tùy vào mỗi cái nguyện độ mà vị đó là nguyện thinh văn giác, hay là vị đó nguyện độ là độc giác, hay là vị đó nguyện độ là chánh đẳng chánh giác, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là tùy vào cái nguyện độ mà cái vị đó giải thoát, giải thoát cũng như nhau, về mặt giải thoát thì như nhau, dù là độc giác, thinh văn giác hay là toàn giác như nhau. Nhưng mà cái nguyện á, do cái nguyện á, là trở thành độc giác hay là toàn giác, thinh văn giác, thì cái đó nó tùy vào mỗi cái nguyện độ của mỗi cái vị mà giải thoát. Thì thật sự là cái sự giải thoát đó, ở đây đó là gọi là cái người mà đạt bên kia, bờ bên kia. Bờ bên kia ở đây là chỉ cho bến bờ giải thoát bên kia. Bên kia tạm gọi là bên kia là vì sao? Là vì nếu mà nói bên đây là sanh tử luân hồi thì bên kia là chấm dứt sanh tử luân hồi, là như vậy, chứ không có nói là bến bờ trong cái nghĩa thật ở đây là bên kia bờ sông, bên kia bên đây bờ sông, không phải. Mà bên kia ở đây là bên đây nói luân hồi sanh tử khổ đau, thì bên kia là chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau, là vậy. Như vậy thì cái người mà đạt được cái sự giải thoát đó, cái người mà đạt được cái sự giải thoát ở đây đó, là cái người đó họ mới thấy rõ rằng cái nguồn gốc sanh tử luân hồi là thật sự là khổ đau. Cho nên là nhìn lại là chúng sanh cứ tái sinh trong đời này đời sau, tiếp diễn đời này đời sau. Nếu mà ai đó, nếu mà một vị nào đó mà chứng đắc được cái gọi là túc mạng minh hay là sanh tử minh á, thì mình mới thấy rõ rằng là luân hồi của chúng sinh á, thật là khổ. Có kiếp thì chúng ta sinh làm người, có kiếp thì lại sinh làm thú, có kiếp thì sinh vào cõi khổ, có kiếp thì sinh làm chư thiên, có kiếp thì sinh làm phạm thiên. Thì nói chung là nhiều kiếp như vậy đó, nhìn lại thì rất là ngán ngẩm. Mà đối với lại cái ví dụ ở đây đó, là cái người mà đạt được cái quả vị giải thoát như vậy, thì vị ấy đã giống như là cái người mà bước ở trên 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 núi cao hay trên lầu cao vậy đó. Bởi vì cái người ở trên cao á, thì người ta nhìn xuống, người ta thấy rõ hết mồn một ở dưới các cái cảnh vật ở bên dưới. Thì cũng vậy, với cái người mà đạt được sự giải thoát thì mình mới thấy được là luân hồi sanh tử, chúng sanh đang quay quần ở trong luân hồi sanh tử này, thật sự là trong lòng dòng lây quân quay quẩn và trong dòng khổ. Cho nên nói là luân hồi là vậy, luân hồi là vậy. Luân hồi tức là nó cứ, nó như bánh xe, và nó cứ quay, nó chuyển tới chuyển lui, nó quay tới quay lui, cũng đảo vòng lại như vậy. Đảo vòng lại như vậy, cứ không có cái điểm 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 kết của hả. Là vô minh thì duyên cho hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, nó sanh khởi rồi tiếp tục cũng vô minh. Vô minh tiếp. Mà cái gì sanh ra vô minh? Tứ lậu sanh ra vô minh. Mặc dù là nói trong giáo lý duyên khởi thì vô minh là pháp khởi đầu, rồi tới hành thức danh sắc, nhưng mà cái gì sanh ra vô minh thì phải nói là do tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu này. Và tứ lậu này nó sinh ra vô minh. Như vậy thì vô minh là khởi đầu của pháp. Bởi vì chúng ta thấy rằng vô minh, tham ái và chấp thủ đó, thì ba cái pháp này gọi là phiền não, phiền não luôn. Và do cái phiền não này cho nên là nó là cái chất liệu quấn tụ để tạo ra cái hành động của mình, tạo ra hành động của mình, cả hành động thiện, hành động bất thiện, và ngay cả hành động người ta gọi là phi phúc hành, là hành động đưa đến cái quả để tái sanh ở cõi vô sắc ấy, thì đều là do những cái điều đó nó khiến cho chúng sanh có những hành động. Và mỗi cái hành động như vậy đều có cái quả tương xứng của nó, đều có quả tương xứng đó. Và cái quả tương xứng ở đây nói đến tức là hành và hữu,
hành và hữu. Do hành và hữu này đó là hành động bởi nghiệp để tạo ra, và do hành và hữu như vậy đó, hành ở đây tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, và tạo ra cái sự sinh hữu. Hữu ở đây là bao gồm cả sinh hữu và nghiệp hữu. Sinh hữu tức là chỉ cho bốn chủng loại, từ sinh ra loài sanh, nõn sanh, thấp sanh, thai sanh và quá sanh. Loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng con, loại sanh nơi ẩm thấp và loại biến hóa. Thì nhìn chung là như vậy. Thì cái gọi là sanh hữu là như vậy. Còn nghiệp hữu tức là chúng ta đầu tư tạo tác ra, từ nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện thì canh sanh cảnh giới an vui, nghiệp bất thiện thì sanh khổ cảnh, và thế là tiếp diễn cho đời sống luân hồi sinh tử, từ đời này sang đời đời khác. Thì ở đây nói đến cái bậc ẩn sĩ, cái bậc đại sĩ như Đức Phật, hay gọi là chư vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng đi trên con đường này, đi trên con đường này cũng tu tập. Thứ nhất là mình phải đặt cái tâm của mình xem coi có mình có ưa thích đời sống độc cư hay không, độc sư thiền định hay không. Phải quan hỷ với cái đời sống độc cư thiền định mới được. Còn mình không quan hỷ được, mình sợ hãi với những gì. Bởi vì nhiều khi mình nói với nhiều người Phật tử, họ nói họ bố thí được, họ đi chùa lại Phật tụng kinh rồi được, nhưng bảo họ ngồi thiền tu thiền ấy, họ không dám, họ chưa có thể làm được. Thì chúng tôi muốn nói không phải nói là pháp nào nó cao hơn pháp nào, nhưng rõ ràng là cái việc mà dễ làm thì người ta lại có nhiều người làm hơn, còn cái việc mà khó làm thì khó, ít có người làm hơn. Mà mình làm đó, mình thực hành những cái thiện pháp á, thì rõ ràng là từ thấp tới cao, từ khó, từ dễ đến khó. Như vậy thì mình mới có cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình. Đặc biệt ở đây đó là mình phải giống như cái bài học cho chính mình. Đức Phật hỏi rằng tự mình hỏi mình coi mình có thích sống cái đời sống độc cư thiền định hay không. Nếu mà mình quan hệ thích sống đời độc cư thiền định thì chúng ta phải lập cho cái tâm của mình đó là phải có sự cam nhẫn. Và khi mà mình có cái sự cam nhẫn như chúng tôi đã thưa khi nãy, cam nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình, cam nhẫn với người chung quanh, cam nhẫn với thời tiết, và cam nhẫn luôn cả cái nội lòng của mình, tức là phiền não của mình, mình phải cam nhẫn. Và khi mà mình có cam nhẫn vậy, mình tu tập á, mình không làm tổn hại đến ai. Ngay cả những người mà tu thiền ẩn cư thiền không làm tổn hại tới ai. Mặc dù mình đừng nói là cái việc mà mình phải làm cái này lại kia lợi ích cho người khác, mình không làm tổn hại tới người khác có nghĩa là mình đã làm lại lạc những người khác. Bởi vì trong cái sự nhẫn nại cam nhẫn của mình mà tu tập của mình thì nó toát lên cái lòng từ lòng bi của mình, không làm tổn hại, hoặc là không có thấy sự, không mong thấy những sự đau khổ những chúng sinh khác, luôn luôn mát mẻ với những chúng sinh khác. Đó là chúng ta thể hiện được cái tâm từ và tâm bi. Và khi mà chúng ta cố gắng để tu tập đạt được cái tâm tứ, tức là một trạng thái mở lạc, mở cho cái đời sống thiền tập của mình để đi vào trong cái đời sống chánh niệm và chánh định nhiều hơn, để từ đó một cái vị hành giả đó ráng cố gắng tu tập để đoạn trừ được cái lậu hoặc phiền não. Và khi mà đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não thì cái sự an lạc giải thoát sẽ hướng đến sau, hướng đến sau. Và khi mà đạt được cái quả vị giải thoát thì cái đời sống sanh tử, già và chết nó không có còn nữa. Như là hiểu rằng mà vô minh, tham ái và chấp thủ nó được đoạn trừ, hành hữu được đoạn trừ không còn nữa, thì cái quả luân hồi là sanh lão bệnh tử, sầu bi xúc thọ ái, xúc thọ không có sanh khởi nữa. Tức là chỉ cho cái quả của luân hồi nó không tiếp diễn. Như vậy thì ở đây đó là một người không bị sầu muộn, không bị sầu bi, không bị sự sanh áp bức cho cái người đó. Vì vì không có sanh thì không có sầu bi, không có khổ, không có sợ hãi ở trong cái đời sống luân hồi. Như vậy thì cái đó là cái sự an lạc giải thoát qua cái bài học hôm nay. Thì chúng tôi xin
có bấy nhiêu lời chia sẻ liên quan đến cái bài học này. Mong rằng với cái những gì mà Đức Phật Ngài miêu tả cho cái hành trình tiến trình tu tập của Ngài, cũng như những cái pháp mà Ngài dạy cho chúng ta tự đặt tâm cho mình, tự cố gắng cho mình, nỗ lực cho mình, để mà mình đạt được cái sự an lạc như là những gì mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sang Khà Giả, Sa Thủ Lành Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã thuyết giảng kinh Tiểu Bộ bài số 38 La Mã cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ, chúng con cố gắng hành theo lời Phật dạy để được lợi ích cho hiện tại và tương lai, mong được thoát khỏi tử sanh luân hồi. Để lớp học chúng con được tròn đủ phước báo, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng chúng con kính dâng mít đến sư. Vata sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha na pha we na sada sati pha văn tu te pha vata sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma na pha we na sada sati pha văn tu te pha vata sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha na pha we na sada sati pha văn tu te. Tất cả anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì nên người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa Thủ Lành Thai, chúng con thành kính tri ân Tọa Minh Hạnh, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã bi mẫn quan lâm đến đạo tràng, chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài, kính chúc quý ngài luôn an lạc trong đời sống phẩm hạnh số duyên thành. Kính cảm ơn quý cô cùng đại chúng đã lắng tâm. Kính cảm ơn quý đạo hữu anh chị em đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúc tất cả quý vị trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị lắng tâm thanh tịnh hồi hướng phước mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay. Nhớ chư mẹ, thầy tổ, bà con thần quý thuộc còn hiện tiền quả đã quá dị ấy hằng được sự an vui, sống đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây Rạng Đông xin đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, quan hiệu chúng con, vì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy quan vui.